Và bây giờ xin mời quý vị đến với một ca khúc. Thôi đủ rồi. Nhá. Hát mà giăng cái áo dài ra luôn thôi. Đủ rồi. Con hát thêm bài. Thôi, ca sĩ lót hát một hai bài thôi. Bài nữa thôi chú. Thôi, không có được. Khán giả vỗ tay quá trời kìa. Đồng ý rồi mà nửa bài không được. Phải ca không sĩ. Quý vị? Nhưng mà hát lót, con hát lót, ca sĩ chánh người ta tới rồi, con để người ta hát. Thấy không? Ngôi sao tới cho chờ chút ý. Tôi bỏ tôi đi chết chú sao? Bảy bả không mà. Một ngôi sao lớn lắm hả? Cho con xin bài đi. Ngôi sao không lớn, trời ơi, chỉ có mặt trăng là mới lớn ngôi sao thôi chứ. Đừng có nói nữa, để tôi giới thiệu. Đi vô đi. Dạ bây giờ, dạ. Mới cái gì vậy? Dạ bây giờ, để tôi đứng xích ra, nhỏ này tôi khổ quá. Dạ quý vị hãy nghe tiếng sát của một ca sĩ. Bài thôi. Nữa. Dạ quý vị nghe tôi lại cô nha, tôi lại cô nha. Đứng yên giùm tôi, không có đi vô đi, ca xong rồi đi vô. Một càng có tay với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh hả? Có Mạnh Quỳnh hả chú? Dạ. Đi vô. Cho con xin cá Mạnh Quỳnh bài. Chào quý vị. Chú ơi, con xin lỗi, kẹt xe quá. Thì đồng ý rồi mới đi. Anh kẹt nữa đi. Chạy mới bên Phú Nhuận mới chạy qua. Okay, kẹt quá tiền dạ. Thôi, xin lỗi quý vị, Mạnh Quỳnh đến hơi trễ chút xíu tại kẹt xe. Nhờ anh đến trễ em mới được hát nhiều, anh đến trễ nữa đi. Thủ biết mà để cho người ta hát, đi vô với tôi. Thôi, sao con hát của ca sĩ nào vậy? Tên là Hoàng Thu Thảo. Thanh Thảo. Lộn, bây giờ đặt nó là Thanh Thảo Thanh rồi. Thảo. Nó hát cái gì cũng được. Thôi, để cho em hát thêm một bài nữa đi. Đó, thấy chưa? Vỗ tay quý vị, vỗ tay. Con phải hát, không có được. Okay. Thôi. Đó, anh cho rồi kìa, anh cho hát được. Song ca. Hả? Dạ, song ca. Trời, được song ca với tôi nữa, trời ơi. Song ca được không? Dạ được, gì con cũng chơi. Không phải tam ca tôi chơi luôn đi. Chuyện ba người hả? Song ca ha. Thôi. Dạ. Giờ con đồng ý phải không? Dạ, thôi mình để cho tạo cơ hội cho thế hệ trẻ chút xíu. Tốt quá, à. Nếu mà ca sĩ được mà được như con vậy thì tốt cho ca sĩ trẻ lắm. Để con xử chuyện này cho. Được quá. Dạ, bây giờ để cho Mạnh Quỳnh xử. Thôi thì... Dạ. À, nãy em đứng ở trong có nghe em ca một bài rất là hay. Dạ. Nhưng mà thật ra thì em song ca với anh mà anh thì nhạc quê hương, nhạc mùi, rumba mà em hát dân sao hát được. Thì em nói rồi cái gì em cũng chơi, nhạc gì em cũng hát hết trơn á. Vỗ tay lớn là em hát hết bài gì em cũng chắc hát. Không. Dạ không. Một tràng tay cho cái gì Thảo? Dạ Thanh Thảo. Một tràng tay cho Thanh Thảo quý vị. Dạ. Anh hát bài gì? Hát bài gì? Có một bài anh chuẩn bị anh hát mà nếu mà em song ca được với anh á, em thuộc bài này á thì mai mốt đi show anh giới thiệu cho em hát chung với anh. Ok. Dạ, bài gì anh? Em biết bài Tình Bơ Vơ không? Biết. Biết không? Dạ biết bolero phải không anh? Nhạc rock em cũng nhưng chơi, mà thôi bây giờ vậy nè, để cho nó sống động chút xíu đi. Dạ. Anh thì anh sẽ nhờ ban nhạc đánh một điệu nhanh chút xíu để cho nó thay đổi không khí nha. Dạ. Ban nhạc cho la thứ nha. Rê thứ đi để dìu em chút xíu nha. Dạ. Ok. Vâng, xin mời quý vị đến với ca khúc Tình Bơ Vơ. Cũng thư dữ quý vị ơi. Ok. Chuyện với anh á làm diễn tình lắm nghe chưa? Ok, mượn cái tay coi. Sao đổ mồ hôi dữ vậy? Chà rung. Không sao, có anh đừng có sợ. Càng nhìn anh, yêu anh hơn và yêu anh mãi. Dù phút đêm đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối, một bước phong trần tha. Dây tơ một phút tim anh ngỡ thơ, trọn kiếp em vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời tình bước.
chăn chuối tìm đúng cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hương hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Cho ban nhạc và Thanh Thảo Huy. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn anh. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta giang dối, một bước phong trần tha phương, em không cho đời phiền xưa. Dâng hết cho người tình xa, anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ngỡ thơ, trọn kiếp em vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước bơ vơ, em khóc cho duyên hương hờ, anh chết trong mộng. Xin cảm ơn, em cảm ơn anh Mạnh Quỳnh rất nhiều đã tạo cơ hội cho em. Và một lần nữa Thanh Thảo xin cảm ơn quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ dành nhiều tình yêu thương cho Thanh Thảo trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị rất nhiều.